Mới nhất sau tang lễ Phi Nhung, Diso diễn một mình, Mạnh Quỳnh chạy vào quán gà lau nước mắt. Mạnh Quỳnh Phi Nhung từng là một cặp bài trùng trên các sân khấu. Có lẽ chính vì vậy mà sau khi Phi Nhung ra đi, Mạnh Quỳnh chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất mát. Mới đây anh đã không giấu nổi niềm xúc động khi nhắc về cô. Phi Nhung ra đi để lại bao tiếc thương cho anh em đồng nghiệp và người hâm mộ. Vừa qua, sự ra đi của nghệ sĩ Phi Nhung đã để lại vô vàn tiếc thương cho đồng nghiệp và người hâm mộ. Anh ấy đều xót xa trước số phận của một nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh. Thuở sinh thời, Phi Nhung là một nghệ sĩ sống tình cảm, hết mình vì anh em đồng nghiệp và thương cảm với cộng đồng. Chính vì vậy, sự ra đi đột ngột này là một nỗi mất mát lớn với bạn bè nói riêng và showbiz nói chung. Đêm ngày 23 tháng 10 tại sân khấu âm nhạc ở một ngôi chùa, Mạnh Quỳnh đã có những câu hát da diết gửi tới người tri kỷ. Anh nhắn nhủ Nhung ơi, có lẽ thượng đế sanh ra ta và đặt cuộc đời ta nhằm một ngôi sao xấu. Thế cho nên, đời ta cứ mãi lao đao khốn khổ, chỉ xin một lần yêu em mà không nói nên lời. Để đến ngày hôm nay thì trót đã muộn rồi. Hát đến đây Mạnh Quỳnh bỗng dừng lại. Thôi Quỳnh không hát nữa đâu, rồi lặng lẽ tiến vào phía trong sân khấu gạt nước mắt. Có lẽ anh không kìm nén được cảm xúc khi nhớ đến người em số khổ. Từng câu từng chữ như đang bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn tới Phi Nhung. Sự xúc động của Mạnh Quỳnh đã chạm đến trái tim hàng triệu khán giả, khiến những người có mặt tại đây cũng không giấu nổi sự xúc động. Anh lặng lẽ tiến vào trong cánh gà lau nước mắt. Nén nước mắt lại, Mạnh Quỳnh có đôi lời tâm sự với khán giả. Thưa quý vị, những bài hát này Quỳnh và Nhung đi hát rất nhiều nơi, nhưng hôm nay Quỳnh hát có một mình à. Không gian bỗng trùng xuống, ai nấy đều xúc động không nói nên lời, xót thương cho sự mất mát của nam ca sĩ. Sự ra đi của Phi Nhung đối với Mạnh Quỳnh là một nỗi mất mát quá lớn. Sinh thời người ta nhớ đến Mạnh Quỳnh Phi Nhung là một cặp song ca ăn ý. Họ giống như một cặp bài trùng sát cánh bên nhau từ khắp các sân khấu trong nước đến hải ngoại. Cặp đôi đã có hơn 20 năm đồng hành và mang đến cho khán giả rất nhiều những tác phẩm giá trị, được công chúng đón nhận tích cực. Đến giờ cả hai đã không thể đứng chung sân khấu vì âm dương cách biệt. Có lẽ cũng vì vậy mà nam ca sĩ chưa vượt qua được nỗi mất mát này và vẫn xót xa về sự ra đi của tri kỷ. Tại đám tang Phi Nhung, hình ảnh vòng hoa của anh được kết thành hình trái tim bị khuyết, ghi dòng chữ thương em, đã chạm đến trái tim của rất nhiều khán giả. Mạnh Quỳnh gửi lời xin lỗi đến Wendy, con gái Phi Nhung, vì không bảo vệ và che chở được cho Phi Nhung. Mạnh Quỳnh khẽ vuốt lên di ảnh của Phi Nhung như một lời chào cho tri kỷ. Mạnh Quỳnh khiến cho bao nhiêu người xúc động khi bày tỏ sự xót xa cho người đồng nghiệp đã khuất. Anh ngậm ngùi, đến bây giờ tôi cũng không ngờ mình đứng đây để tưởng niệm một người có ý nghĩa rất lớn lao trong cuộc đời của tôi. Phi Nhung là người ca sĩ rất chuẩn mực. Khi làm việc với Phi Nhung, mọi người mới thấy ý chí và sức bền của Phi Nhung. Những lúc Phi Nhung làm việc căng thẳng, Phi Nhung đều nhắn tin cho Mạnh Quỳnh, tôi sẽ xoa dịu Phi Nhung bằng những câu nói đùa và bức ảnh mặt cười. Xin Phi Nhung là ba mẹ, nhưng hiểu Phi Nhung nhất chỉ có Mạnh Quỳnh. Có lẽ sự ra đi đột ngột của một tri kỷ khiến cho Mạnh Quỳnh chưa thể nguôi ngoai vết thương lòng, và chắc hẳn khán giả vẫn sẽ nhớ đến hình ảnh ca sĩ Phi Nhung sát cánh bên Mạnh Quỳnh trên khắp các sân khấu, đem lại lời ca tiếng hát và để lại nhiều tác phẩm đẹp cho đời.